Chào cả nhà, dạ cũng kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ hiện tại thì mình đang đứng ở cái nhà này, cũng không phải nhà của anh Tùng Anh nữa, cái này ở đậu. Dạ thì hôm nay đó mình cũng nghe anh Tùng Anh đó bệnh cũng hơi nhiều đó quý bà cô chú ơi. Thì mình tới đây thì mình thăm anh, thì sau đó thì mình thay mặt anh bên Na Uy để gửi ít tiền cho anh mua thuốc nha. Dạ giờ mình còn mời quý bà cô chú anh chị đi cùng với mình vô thăm anh Tùng Anh nha. Chào cô là sao với gia đình này? Cô là chủ nhà đấy hả? Nãy giờ tới mà không biết ai chủ luôn. Chủ nhà đó. Là chủ nhà hả? Rồi ai là mẹ của anh Tùng Anh? Tôi nè. Mẹ này là mặc đậu xanh này đấy ha. Là mẹ ruột. Là cái này với này là hai chị em. Hai chị em. Dạ. Mở đèn lên giùm. Anh mở đèn nha. Còn cô là sao? Mở đó. Mở hả? Từ cô. Gì hả? Ở nhà đó đó. Cũng vòng vòng đây không đó hả? Chị em không đó. Rồi hôm nay mình tới mình thăm ảnh hay là sao? Ở đây chơi ấy thăm rồi chơi qua cho lỡ. Chạy gần đây chơi qua cho lỡ. Qua thăm rồi giống như là chơi khỏi tâm luôn rồi. Dạ. Vậy cho con lên cái. Lên đi con. Dạ. Rồi anh nói chuyện đồ được không cô? Cũng được. Được ha. Nhưng mà hơi mệt hay gì? Nói nhiều hơi mệt. Dạ, để con hỏi anh một hai câu. Chào anh Tùng Anh nha. Dạ. Anh sức khỏe trong mình sao rồi? Giờ này cũng đỡ vậy đó. Đỡ ha. Dạ. Dạ. Rồi anh ăn cháo hay là uống sữa? Không có uống sữa mà có lúc ăn cháo. Còn có lúc khỏe khỏe thì ăn được nửa thêm cơm. Còn bữa nào mà ăn ngon chút thì ăn chén. Gì đó hả? Rồi hiện tại là ai chăm sóc cho anh? Mẹ hả? Dạ. Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi ha. Em sẽ nói chuyện với mẹ anh. Dạ. Dạ con mời cô. Dạ. Vậy là mà rồi hồi xưa mình có nhà không? Có nhà mà sập rồi đó, đi làm dương bị ba nó mắc khổ đó, đi làm dương á. Đi cũng làm một đó, người con còn nhỏ nhỏ thì làm nuôi. Nó thì ngày nó sống bên nội nó là đi ghe cào, không có tiền thì cũng phụ tiếp. Rồi cái đi mấy năm nay cũng người ta ăn sớt bớt hết trơn. Rồi cái lên thăm mẹ mình ta cũng giật lên hết, người ta cũng không có trả tiền. Rồi lên thăm mẹ cái chụp bệnh luôn tới giờ. Đi ghe mà ghe gì? Ghe cầu đôi á. Tàu biển á. Tàu biển hả? Dạ. Rồi lên thăm mẹ rồi chụp bệnh. Chị đó hả? Bệnh nó ngay bệnh 2 năm nay mà bệnh chỉ hết rồi mới đi làm hồ. Làm hồ rồi sau rồi sốt chừng tháng mấy nay rồi nó tiêu tị lắm. Vậy là triệu chứng hiện tại là bây giờ anh sốt ha? Sốt. Mà bữa nay là nó không còn sốt lạnh mà nó nóng. Nóng người dữ dằn, mắt nấu nước la hoài. Dữ mắt ngủ. Cái này không ngủ nữa. Không ngủ được luôn. Tháng mấy nay là nó mở mắt suốt. Không ngủ được hả? Không. Sao kỳ vậy ta? Rồi bác sĩ tìm ra bệnh không? Như mình phải khám tư, có khám tư mà người ta nói nó sốt gừng, nó vậy thôi. Chứ mình chưa có tới bệnh viện ha? Tới bệnh viện không có tiền, không có tiền, không có giấy tờ nữa, rồi không có tiền nữa. Khổ. Giấy tờ sao mà không có? Bị giấy chứng minh nó lặn nó ở bên nội nó rồi nó đi ghe không mà nó không có nó vô bờ nó cũng ở dưới không mà. Rồi kêu về này làm giấy mà mình ở Bình Dương không về dẫn nó đi mằng được. Rồi nó để về đây làm tính mằng mà đợt này đổi giấy chứng minh về nói làm luôn chụp bệnh vậy. Rồi bệnh phát bệnh lên rồi mình chưa có làm giấy được luôn chưa. Còn cái chuyện còn nghe. Dạ. Cũng khổ, tôi đi tứ xứ làm ăn có mình nên giờ mặn nuôi nó đâu có nổi. Nhà trọ, nhà bọc tiền tháng 1 triệu ngoài nữa rồi lớp nó đâu có lo nổi. Rồi cũng như mình cầm cửa Bình Dương không nổi mình mới về đây. Dạ. Rồi cô về đây được là mấy ngày rồi? Về bữa nay. Bữa nay mấy ngày? Tuần. Khoảng đó trở lại thôi. Dạ. Là cô đi Bình Dương là bao lâu? Đi năm nào đi lâu rồi mà năm nào cũng vậy chứ. Mình đi mình thăm quê ha. Năm cứ đi mười mấy năm rồi đó. Mà năm nào cũng vậy chứ. Dạ, cũng như mình sống ở Bình Dương là mười mấy năm. Nhưng mà cứ Tết hay dịp gì là Tết mình về quê. Tết với khi nửa năm cũng về cũng có nữa. Đi xứ sở ở đây mà đám giỗ ông bà đồng mình cũng về. Rồi Tết cũng về để ăn Tết.
Dạ. Ăn đậu đây không nè, chứ nhà sập rồi ăn đậu đây không. Là cái nền mình ở đâu? Cái nền ngay cửa. Ở chỗ nãy con đứng đó. Nền đó. Lặn nhà nhỏ. Rồi sập. Sập rồi dở dẹp luôn rồi để chống rồi đó. Nếu đằng nào có tiền cắt lợi mà mằng giờ này biết nào có tiền. Bắt mày. Dạ, rồi rồi anh Tùng anh này là có bà xã gì không? Vợ con gì? Có mà vợ nó mất 10 năm. Chị hả? Rồi có con không? Không. Người kia người ta nó cũng kia đòi kia gả con, nó không chịu để mằng vậy, nó nuôi mẹ. Vậy là lúc ảnh còn khỏe đó, vậy là cũng có hỗ trợ tiền cho cô ha? Có, đi cũng có gửi về nuôi mấy đứa em nhỏ nhỏ đó. Rồi mới mấy năm nay là mới khỏe là gả cứ đó. Rồi cứ còn hai mẹ con. Dạ. Vậy rồi anh cứ thức vậy hoài hết đêm này đó, đêm khác vậy đó. Thức vậy đó, bằng đêm thấy nó nằm nó ngủ tưởng nó ngủ lại dòm nó, cái nó liếc mình cái hỏi xong ngủ nó ngủ không được. Cái này là cô phải tạo điều kiện sao mà cho anh tới bệnh viện á, khám coi biết bệnh gì. Tại đi khám từ người ta nói là sốt gừng hả? Sốt gừng là phát bệnh lên là khoảng tháng mấy nay ạ? Tại hai ngày cái nó sốt, cái nó hết cái hai ngày nó sốt, cái ghét đâu chừng nửa tháng sau, cái ngày nó uống sốt mấy cử, cái nó uống thuốc mà thuốc sủi mà viên 50 đó, nó uống nó chùm ngày nó uống 6-7 viên, uống ghét lậm thuốc cái gì đó, chứ thuốc đó người ta đâu cho uống nhiều, ngày 7 viên cũng có, 8 viên cũng có, nhiều nó cũng uống chừng uống đâu rồi nữa chừng nửa tháng rồi xúm lại coi lại thì nó kiệt sức luôn. Con nghĩ là chắc lậm thuốc rồi đó, lậm uống thuốc quá nhiều rồi. Cái ra nói bác sĩ nó uống đó là nó mạnh nó yếu chết luôn á. Nó uống cái đó là hết lạnh, cái rồi chừng 2 tiếng đồng hồ, hơn 1 tiếng đồng hồ cái nó lạnh là cái nó uống nữa, uống mà nó không ăn miếng cơm miếng cháo chứ uống chùm gì rồi cái giờ cái nó ăn được cái bắt đầu nó đau hết trơn đây, nó đau một hơi rồi cái nó hết rồi cái nó biết đói nó ăn miếng vô đau nữa, như chắc nó uống thuốc đó nó lậm chắc ruột gan nữa, chắc giờ nó nóng chắc. Dạ. Nó kiệt sức chứ nó còn đi làm hồ mà. Dạ. Rồi con có con những người kia có gia đình đó rồi khá giả không? Trời, đứa nào nó nghèo cũng chết, mà cũng đi làm mướn không có đủ ăn đâu. Đi Bình Dương làm không. Rồi công việc của cô lúc trước làm ở Bình Dương là làm công việc gì? Làm lum chân, đi phụ quán cho người ta cũng có, rồi vô xưởng dài cũng có, xưởng gỗ cũng có. Bây giờ cái lớn tuổi người ta cho mình nghỉ chưa? Dạ. Rồi bây giờ cái xin việc giúp việc nhà cái người ta nói lớn mà người ta không mướn. Dạ. Rồi về đây là cô có tìm được việc chưa? Chưa, về nuôi bệnh nó kìa sao mà làm. Một ngày phải lo nó cháo như nước mình, nóng. Nước nóng với mình lao trực tiếp ha. Mình cần phải sốt là mình phải cái nó đi tiểu đồ đâu mình cài kè nó này kia. Chứ anh tự đi không được hả? Nó đi nó té, nó yếu như lắm. Yếu. Vậy ha. Mất ngủ quá, ngủ. Xanh dờn hết trơn. Mà về bữa nay là thấy cái môi nó hơi đỏ đỏ, chứ bữa đó về như tàu lá chuối luôn. Đau con kiệt sức mà mình còn không biết nữa đó. Biết như tâm thần luôn, không có biết. Nấu ấm thuốc cho nó ra đây ngồi chống cu gan. Gần khô hết trơn mà chưa hay. Lo quá lo rồi cái. Nó ăn cũng được nữa chứ cơm, nó ăn được. Đỡ hơn bữa gì đó. Ở đây là cũng ở xóm với mình không nha. Đang gần gần đây không mình. Ngày nào mấy cô cũng chạy qua hỏi ăn được không Tùng Anh, ăn được hiền lắm. Dạ như hồi xưa anh cũng có hiếu với mẹ ha. Rồi cho nên ở xóm mình cũng quý. Nó hiền dữ lắm. Nó ngày bốn đứa con đứa nào cũng hiền. Dạ. Mà bây giờ phải nằm chịu đau đớn gì nè. Bữa nào nó về nó đỡ rồi đó. Năm dạ, nào cũng dạ. Về ăn Tết. Năm nào cũng về ăn Tết thăm ông bà ha. Dạ. Thì hôm nay thì con tới con thăm ảnh đi ha. Rồi bây giờ thì con thay mặt cái anh này bên Uy gửi là 1 triệu để cho dạ. Thuốc men gì đỏ cho trễ đi rồi sao dạ, con dạ, đăng dạ. Cái clip này lên đó. Dạ. Rồi có Mạnh Thường Quân nào giúp nữa thì con sẽ quay lại nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ 1 triệu nữa con. Thì giấu cũng... tên kêu bằng chú em được rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn cô với chú và cảm ơn hết. Tôi cũng không có biết cái nói gì hết trơn. Thì biết cảm ơn vậy thôi chứ không biết chưa. Mà tôi nói tôi đi tới bệnh viện mà chở nó tới bệnh viện là tôi chết trước nó. Miếng tới bệnh viện là tôi rung mà bác sĩ đuổi về luôn. Miếng vừa tới dưới là tôi rung.
con cái rồi đau, người ta đi, tôi đi cũng không được. Sao kỳ vậy? Ừ, tôi vô tới tôi gặp bác sĩ bạn đồ trắng là tôi gung 17 là khỏi có nói gì gì nào gì vậy. Hồi đó mấy đứa này nó bệnh là chỉ có ba nó không biết chữ nó, ba nó lo, không mình vô gặp bác sĩ là bắt đầu không hỏi cái gì gung gung với là cái gì không gì hả? Cái gì không có làm diện được, lợi là mình muốn chết trước. Dạ. Dạ thì cũng như anh Tùng Anh là sức khỏe hiện tại của ảnh như nãy giờ mình cũng có nói, mẹ của ảnh cũng nói sơ lược qua đó. Thì bây giờ gia đình đó là cần một cái số tiền để chở ảnh đến bệnh viện mà khám coi bệnh gì ra bệnh để mình lấy thuốc uống đó quý bà cô chú. Dạ thì mình cũng rất là mong quý bà cô chú anh chị có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ anh Tùng Anh thì hãy liên hệ với kênh của mình nha. Dạ mình chân thành cảm ơn. Dạ, dạ cho em gửi lời cảm ơn đến anh bên Uy rất là nhiều đã hỗ trợ 1 triệu tiền thuốc cho gia đình của anh Tùng Anh. Dạ, dạ em chúc anh cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Cái này thì tôi cũng cảm ơn trung đoàn này đi chứ giờ biết nói làm sao giờ. Cái người giúp này là ảnh bên Uy mà ảnh giấu tên. Dạ, dạ. Vậy nói là cảm ơn cái chú em đó giúp đỡ gia đình nha. Dạ, dạ. Dạ. Thì cuối clip cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê Em An Giang. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye. Bye bye.